Mình sẽ hướng dẫn anh em cài đặt lại cái phần mềm DJI Go sau khi lên Android 12. Đây là máy của mình sau khi đã update lên Android 12. Các bạn có thể cầm phần kiểm tra cái cấu hình phần mềm vào mục thông tin điện thoại và thông tin phần mềm. Cái máy mình đã cài lên Android 12 đây. Và bây giờ anh em quay lại màn hình, tìm vào CH Play để kiểm tra thì nhập vào tìm kiếm. Đây mình nhập sẵn đây là DJI Go 4. Thì máy của mình nó báo lỗi cho nên mình mới gỡ. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cái thao tác cài đặt. Đây, máy báo là đã xảy ra sự cố và hãy thử lại sau. Vậy thì hiện tượng là hầu hết anh em cập nhật lên Android 12 thì sẽ không cài được cái phần mềm DJI Go 4. Cho nên là mình sẽ hướng dẫn anh em làm sao để cài đặt cái phần mềm trên Android 12. Anh em quay lại màn hình. Sau đó vào một cái trình duyệt. Đây mình sử dụng trình duyệt Chrome. Và vào trang DJI.com. Đấy. Tìm đến mục download. Support. Đây, download center. Sau đó vào phần software. Thì ở trên cái điện thoại anh em chọn nhìn dấu ba chấm ở phía trên bên phải màn hình. Chọn vào mục trang web cho điện thoại. Đấy, thì bây giờ trên màn hình xuất hiện các cái phần mềm có thể tải về trên máy tính. Thì hãy chọn vào DJI Go 4. Đấy, xong đấy thì chọn Android. Khi chọn Android thì các bạn sẽ chọn mục tải xuống, tải bằng cái gì cũng được. Mình mới chọn tải để tải bằng wifi hoặc 3G bất kỳ. Xong ấn vẫn tải về, vẫn tải xuống. Đấy, các bạn chờ một lúc thì phần mềm sẽ được tải xong. Mình sẽ vào để tìm cái phần mềm rồi, hoặc là có thể là ấn cài trực tiếp luôn ngoài đấy. Đây là do mình tải được rồi, xong ấn vào phần mềm. Đây, phần mềm DJI Go 4 đây. Đây là mình đổi tên thành DJI Go 4, nhưng còn cái tệp tin của nó chấm APK của nó là tên khác. Xong mình chọn là tìm cài đặt. Cài đặt ngay bây giờ. Cài đặt. Chờ một lúc để chương trình cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì trên màn hình sẽ hiển thị hai cái tính năng, là một là ấn vào xong, hoặc là hai nữa là ấn mở luôn. Ở đây mình ấn mở luôn. Nó sẽ load data. Chọn select all. Đây là nó yêu cầu cấp quyền, mình sẽ cho phép trong khi dùng ứng dụng. Ấn vào cho phép. Share icon. Ở đây nếu như mà các bạn không chọn đăng nhập luôn thì ấn vào cái do not consider, còn nếu không thì ấn join DJI product. Trong chấn các bạn chọn vào chưa có tài khoản thì chọn là sign up.
có tài khoản chọn sinh viên, mình nhập tài khoản của mình vào. Đăng nhập lại. Đây, đây là lúc phần mềm đã đăng nhập xong. Như vậy là phần mềm của TGI của 4 đã được cài đặt trên Android 12. Chúc các bạn cài đặt thành công.